Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1 tháng 12 năm 2003. Kofi Annan. Kết quả cần đạt: thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân, từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của các quốc gia và từng cá nhân trong việc sát cánh chung tay đẩy lùi hiểm họa. Cảm nhận được sức thuyết phục to lớn của bài văn. Chú thích: HIV/AIDS. AIDS là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Acquired Immune Deficiency Syndrome, nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, còn gọi là bệnh liệt kháng hoặc SIDA. Còn HIV là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human Immunodeficiency Virus, chỉ loại virus gây ra bệnh AIDS ở người. Tiểu dẫn: Kofi Annan sinh ngày 8 tháng 4 năm 1938 tại Ghana, một nước Cộng hòa thuộc châu Phi. Ông bắt đầu làm việc ở Tổ chức Liên Hiệp Quốc từ năm 1962 và đã trải qua nhiều cương vị chức vụ khác nhau. Năm 1996, ông được cử giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách giữ gìn hòa bình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, Kofi Annan trở thành người thứ bảy và là người châu Phi da đen đầu tiên được bầu làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Ông đảm nhiệm chức vụ này hai nhiệm kỳ cho tới tháng 1 năm 2007. Trong vai trò Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan đã ra lời kêu gọi hành động gồm 5 điều về đấu tranh chống đại dịch HIV/AIDS và kêu gọi thành lập Quỹ Sức Khỏe và AIDS Toàn Cầu vào tháng 4 năm 2001. Năm 2001, Tổ chức Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký Kofi Annan được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Ông cũng đã nhận được nhiều bằng cấp danh dự của các trường đại học ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, cùng nhiều giải thưởng khác. Văn bản dưới đây là thông điệp của Kofi Annan gửi nhân dân thế giới nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1 tháng 12 năm 2003. Văn bản: cách đây 2 năm, các quốc gia trên thế giới đã nhất trí rằng để đánh bại căn bệnh HIV/AIDS cần phải có sự cam kết, nguồn lực và hành động. Tại phiên họp đặc biệt vào năm 2001 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, các quốc gia đã nhất trí thông qua tuyên bố về cam kết phòng chống HIV/AIDS, trong đó đưa ra một loạt mục tiêu cụ thể kèm theo thời hạn để chiến đấu chống lại dịch bệnh này. Ngày hôm nay chúng ta đã cam kết và các nguồn lực đã được tăng lên, song những hành động của chúng ta vẫn quá ít so với yêu cầu thực tế. Đến thời điểm này, ngân sách dành cho phòng chống HIV đã được tăng lên một cách đáng kể, nhờ vào sự cam kết đóng góp tại từng quốc gia. Đồng thời, vấn đề thành lập Quỹ Toàn cầu về phòng chống AIDS, lao và sốt rét cũng đã được thông qua. Đại đa số các nước đã xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS của mình. Ngày càng có nhiều công ty áp dụng chính sách phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Nhiều nhóm từ thiện và cộng đồng đã luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS, hiện đang hoạt động tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức khác để cùng nhau ứng phó với bệnh dịch này. Nhưng cũng chính trong lúc này, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành, gây tỷ lệ tử vong cao trên thế giới và có rất ít dấu hiệu suy giảm. Trong năm qua, mỗi phút đồng hồ của một ngày trôi đi, có khoảng 10 người bị nhiễm HIV. Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tuổi thọ của người dân bị giảm sút nghiêm trọng. HIV/AIDS đang lây lan với tốc độ báo động ở phụ nữ. Giờ đây, phụ nữ đã chiếm tới một nửa trong tổng số người nhiễm trên toàn thế giới. Bệnh dịch này đang lan rộng nhanh nhất ở chính những khu vực mà trước đây hầu như vẫn còn an toàn, đặc biệt là Đông Âu và toàn bộ châu Á, từ dãy núi Ural đến Thái Bình Dương. Chúng ta đã không hoàn thành được một số mục tiêu đề ra cho năm nay theo tuyên bố về cam kết phòng chống HIV/AIDS. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đã bị chậm trong việc giảm quy mô và tác động của dịch so với chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2005.
Lẽ ra, chúng ta phải giảm được 1/4 số thanh niên bị nhiễm HIV ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lẽ ra, chúng ta phải giảm được 1/2 tỷ lệ trẻ sơ sinh bị nhiễm, và lẽ ra chúng ta phải triển khai các chương trình chăm sóc toàn diện ở khắp mọi nơi. Với tiến độ như hiện nay, chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005. Rõ ràng, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện cam kết của mình bằng những nguồn lực và hành động cần thiết. Chúng ta không thể tuyên bố rằng những thách thức cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng hơn và cấp bách hơn. Chúng ta phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình. Đó là lý do chúng ta phải công khai lên tiếng về AIDS. Dè dặt từ chối đối mặt với sự thật không mấy dễ chịu này, hoặc vội vàng phán xét đồng loại của mình, chúng ta sẽ không đạt được tiến bộ hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thậm chí, chúng ta còn bị chậm hơn nữa nếu sự kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn tiếp tục diễn ra đối với những người bị HIV/AIDS. Hãy đừng để một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức rào ngăn cách giữa chúng ta và họ. Trong thế giới khốc liệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ. Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết. Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, tôi kêu gọi các bạn hãy cùng với tôi lên tiếng thật to và dõng dạc về HIV/AIDS. Hãy cùng tôi đánh đổ các thành lũy của sự im lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử đang dây quanh bệnh dịch này. Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn. Theo bản dịch đăng trên báo Giáo dục và Thời đại, ngày 11 tháng 12 năm 2003. Hướng dẫn học bài 1. Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì? Vì sao tác giả cho rằng đó là một vấn đề rất cần phải đặt lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân? 2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực, đáng tin cậy, mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông sẽ nêu ra sau đó? 3. Trong lời kêu gọi mọi người phải nỗ lực phòng chống HIV/AIDS nhiều hơn nữa, tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh đến điều gì? 4. Trong bản thông điệp này, những nội dung và câu văn nào đã làm cho anh chị thấy xúc động nhất, vì sao? Qua đó, anh chị rút ra được bài học gì cho việc làm bài văn nghị luận của bản thân? Ghi nhớ! Bản thông điệp khẳng định phòng chống HIV/AIDS phải là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại. Những cố gắng của con người về mặt này vẫn còn chưa đủ. Tác giả thiết tha kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới hãy coi việc đẩy lùi đại dịch đó là công việc của chính mình. Hãy sát cánh bên nhau để cùng đánh đổ các thành lũy của sự im lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử với những người bị HIV/AIDS. Bài văn có sức thuyết phục mạnh mẽ vì đã thể hiện được những suy nghĩ sâu sắc và cảm xúc chân thành của tác giả. Luyện tập, viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh chị. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.